chương trình Tâm An vượt qua đại dịch. Thân mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tâm An vượt qua đại dịch. Chương trình được phát sóng vào 2 khung giờ 9h30 đến 10 giờ ngày thứ Bảy và 21h30 đến 22 giờ Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng AM 610 kHz. Trực tuyến trên trang web VH Online tại địa chỉ www.voh.com.vn. Chương trình Phát sinh tinh thần Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Những nghề nghiệp nào sẽ cần nhiều nhân lực trong thời gian tới? Thị trường lao động có những thay đổi ra sao hậu đại dịch? Người lao động cần trang bị những kiến thức và kỹ năng nào để thích nghi với thị trường lao động có nhiều biến đổi trong bối cảnh bình thường mới? Đây sẽ là nội dung của chương trình kỳ này qua phân tích từ chuyên gia Nguyễn Trường Anh, Giám đốc Carry Builder, chi nhánh Hà Nội với chủ đề Nghề nghiệp tương lai, những phát quả hậu đại dịch. Như thường lệ, một nội dung không thể thiếu của chương trình, mời quý vị cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật tuần qua của chương trình Phát sinh tinh thần qua mục Nhật ký Phát sinh tinh thần. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, với chủ đề nghề nghiệp tương lai, những phát quả hậu đại dịch kỳ này, chuyên gia Nguyễn Trường Anh, giám đốc Carry Builder, chi nhánh Hà Nội, sẽ có những phân tích về thị trường lao động, những thay đổi về cơ cấu ngành nghề hậu đại dịch, những ngành nghề dự báo thu hút lao động cao. Song song đó, chuyên gia cũng gợi mở nhiều giải pháp giúp người lao động trang bị những kiến thức và kỹ năng để thích nghi với thị trường lao động có nhiều biến đổi trong bối cảnh bình thường mới. Với nguồn nhân lực trong tương lai, bà Nguyễn Trường Anh cũng dành nhiều lời khuyên cho sinh viên, nhất là những sinh viên năm cuối, sinh viên mới ra trường, cần trang bị những kiến thức kỹ năng và tâm thế như thế nào trước khi gia nhập vào thị trường lao động. Nội dung được chuyển tải qua trao đổi giữa bà Nguyễn Trường Anh với phóng viên VOH ngay sau đây. Mời quý vị cùng nghe. Thưa bà, thì từ góc độ phân tích thị trường lao động, hậu đại dịch sẽ có những sự thay đổi nào về cơ cấu ngành nghề và những ngành nghề nào sẽ có sự thu hút lao động cao? Thì mời bà có thể chia sẻ ạ. Như mọi người biết, Covid ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam. Nó tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Từ góc độ là một đơn vị chuyên về tuyển dụng tại Việt Nam như Carrefour, chúng tôi ghi nhận cái sự chuyển đổi số hay còn gọi là số hóa xảy ra một cách mạnh mẽ ở hết các ngành nghề và lĩnh vực. Ngay khi mở cửa trở lại vào đầu tháng 10, chúng tôi ghi nhận cái sự tăng trưởng từ 40-80% so với trung bình quý 3 năm 2021 đến từ một số các ngành nghề có thể đơn cử xảy ra như là ngành kinh doanh, ngành tiếp thị, ngành phát triển thị trường, kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính, ngân hàng. Ngoài ra có thể kể đến những cái ngành khá đặc thù như là công nghệ thông tin, bán lẻ, xây dựng hay là tới bất động sản, giao nhận và đặc biệt từ cả nhóm ngành về điện và điện tử nữa. Chúng tôi cũng ghi nhận cái dấu hiệu tăng trưởng tích cực của lực lượng lao động tìm việc, làm với số lượng hồ sơ tăng trưởng lên tới 50% so với tháng trước và chỉ giảm nhẹ 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đấy cho thấy là mặc dù là khi mà chúng ta trở lại vào đầu tháng 10 thì không chỉ là cái con số về cái sự tăng trưởng dữ dội của một số các ngành nghề có nhu cầu đăng tuyển, thì kể cả cái số lượng và chỉ số liên quan đến cái số lượng người tìm việc cũng tăng trưởng khá là mạnh. Đấy cũng có thể cho thấy là một cái sự trở lại của thị trường vào tháng 10 này. Đồng thời điều đó thì cũng không có nghĩa là các cái ngành nghề khác ngoài cái ngành nghề tôi có hiện diễn ở trên không có nhu cầu tuyển dụng, mà thực tế là hầu hết các công ty thực ra họ chỉ thận trọng hơn trong cái việc tuyển dụng và họ đó có thể đòi hỏi nhân viên phải thay đổi, thích ứng nhanh hơn với công nghệ, thay đổi môi trường làm việc và cách thức cho phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế. Tôi giả sử như là trong cái ảnh hưởng của dịch, có thể với một số đơn vị họ sẽ đối mặt với cái bài toán là phải cắt giảm nhân sự. Tuy nhiên cắt giảm nhân sự nhưng họ lại có thể sẽ phải tuyển dụng những số lượng nhân sự ít hơn, như cái mức độ kiêm nhiệm, đa nhiệm của các vị trí này nó sẽ phức tạp hơn. Vậy thực tế là cái nhu cầu tuyển dụng trên thị trường nó vẫn còn và vẫn có, và chỉ là ngay khi mà đại dịch nó đi qua vào tháng 10 này thì cái bản sắc hay là cái nhu cầu của nó có thể nói là rõ nét hơn mà thôi. Thưa bà, thì theo ý kiến của bà thì nghề nghiệp tương lai liệu có một xu hướng chuyển dịch sang phương thức trực tuyến hay là đây chỉ là một cái giải pháp tạm thời trong giai đoạn phong tỏa và giãn cách xã hội? Và theo bà thì người lao động cần trang bị những cái kiến thức và kỹ năng gì để mà thích nghi với xu hướng này ạ? Tôi cho rằng là cái xu hướng được làm việc trực tuyến đã dần quen thuộc hơn với mọi người. Tuy nhiên theo quan sát của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua thì cái xu hướng việc làm trực tuyến
nó tương đối phù hợp với một số các ngành nghề nhất định như là marketing trực tuyến, công nghệ thông tin. Còn lại các cái ngành nghề khác thì cơ bản nó mới chỉ dừng lại ở giải pháp tạm thời, chứ không thể thay thế hoàn toàn được. Tôi cho là như vậy. Cái vấn đề thứ hai là cái văn hóa doanh nghiệp và cách làm việc của người Việt Nam vẫn chú trọng cái tương tác trực tiếp và quản lý theo thời gian làm việc. Cái việc mà làm việc trực tiếp tại văn phòng vẫn là cái phương án mà các nhà tuyển dụng lựa chọn hàng đầu nếu như mà cái tình hình dịch bệnh nó khả quan hơn. Tôi cho là như vậy. Tạm thời cái phương án trực tuyến nó là một cái giải pháp tình thế, chứ nó chưa phải là một cái giải pháp tối ưu và có thể là một cái giải pháp lâu dài mà các cái doanh nghiệp lựa chọn. Một cái bài toán đặt ra là để thích nghi với cái xu hướng làm việc trực tuyến hay các cái đợt giãn cách, thì cái bài toán đặt ra là cả doanh nghiệp và người lao động cần phải có một cái sự trang bị kỹ năng rõ nét hơn cho mình. Tôi cho rằng là đối với các cái doanh nghiệp ấy, các quản lý thì cần có cách quản lý bây giờ gọi là khái niệm là quản lý từ xa đấy, quản lý từ xa hiệu quả, vẫn đảm bảo nhân viên duy trì được hiệu suất công việc mà không chịu quá nhiều áp lực của cái việc báo cáo hay là tính tương tác liên tục trực tiếp mặt đối mặt. Còn đối với người lao động, trước cái bài toán áp lực của cái việc làm việc trực tuyến thì cần cái nâng cao cái kỹ năng quản lý thời gian một cách hiệu quả, tránh bị sao nhãng bởi các cái công việc cá nhân trong giờ làm, tách bạch được giữa thời gian làm việc với thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì chỉ có tách biệt được cái thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi thì mới đạt cái hiệu quả công việc cao, sức khỏe tinh thần tốt nhất. Ở đây tôi nói nhiều đến cái vấn đề về sức khỏe tinh thần, thế nó không còn là cái sức khỏe về thể lực nữa. Sức khỏe tinh thần nó rất là quyết định cái việc họ có thể đảm bảo được hiệu suất và yêu cầu công việc trong giai đoạn giãn cách hay không. Ngoài ra thì cái xu hướng mà làm việc trực tuyến này nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, còn tùy thuộc vào cái nhiều cái yếu tố khác nhau, đơn cử như về vấn đề sức khỏe tinh thần của nhân viên này, làm sao để đảm bảo hiệu suất làm việc cho nhân viên, hay là cái cách người lao động và doanh nghiệp gắn kết với nhau để tạo những cái văn hóa doanh nghiệp trong quá trình làm việc từ xa. Đây là một cái bài toán mà trước đây khi mà làm việc một cách trực tiếp có thể nhiều doanh nghiệp không đặt ra. Thì bây giờ cái sự gắn kết sẽ như thế nào trong giai đoạn mà có cái khoảng cách như thế? Thì các vấn đề này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái xu hướng này. Thì trong tương lai chúng ta sẽ rất là khó để có thể nói rằng bao lâu nữa thì chúng ta sẽ không phải làm việc cách theo trong cái bối cảnh như là ảnh hưởng dịch như hiện nay. Tôi giả định là hầu hết chúng ta phải làm việc trực tuyến trong tương lai đi. Đây cũng là điều chắc chắn là không có ai mong muốn, nhưng nó cũng có thể là một cái giả thuyết và các cái chính phủ hay bản thân các cái doanh nghiệp đều phải tính đến. Thì có ba thứ theo tôi chúng ta cần phải chuẩn bị cho một cái bối cảnh làm việc trực tuyến trong tương lai. Thứ nhất theo tôi đó là không gian làm việc, thứ hai là thời gian biểu, và cái thứ ba tối quan trọng đó là sức khỏe tinh thần. Về không gian làm việc là chúng ta phải sắp xếp được cái không gian làm việc làm sao đó một cách hiệu quả. Một số cái khảo sát đã cho thấy rằng không gian làm việc ảnh hưởng rất là lớn đến chất lượng và hiệu suất công việc. Vì thế nên là người lao động cần sắp xếp lại một cái không gian làm việc để cần đảm bảo cái sự yên tĩnh, thông thoáng và gọn gàng. Thứ đến nó là cái thời gian biểu trong ngày. Khi anh làm việc trong ngày chúng ta sẽ có nhiều thời gian sống hơn, đúng không ạ? Thậm chí là mình sẽ có cái sự xen kẽ giữa cái thời gian làm việc với thời gian là có tính chất cá nhân. Thì làm sao đó mình phải đảm bảo được cái sự sắp xếp đó trong cái thời gian biểu hết sức hợp lý. Thì mình mới đảm bảo được những cái hiệu suất và những cái yêu cầu của công việc. Và cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất như tôi nói đó, cái sức khỏe tinh thần. Theo các nghiên cứu gần đây thì sức khỏe tinh thần đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cái việc điều tiết cảm xúc và giảm căng thẳng, cũng giúp các bạn hay là các cái người lao động của chúng ta cân bằng cuộc sống một cách tốt hơn. Theo quan điểm của bà thì liệu thị trường lao động có khởi sắc hơn từ năm 2022 hay không? Và theo bà thì điều kiện quan trọng cho việc bình thường hóa thị trường lao động là gì ạ? Tôi cho rằng là cái việc khởi sắc là có. Theo cái số liệu thống kê sơ bộ của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động của Hồ Chí Minh trong quý 4 vừa rồi, Hồ Chí Minh cần tới khoảng 44.000 đến 57.000 lao động. Đây là một con số hoàn toàn không nhỏ. Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội Hồ Chí Minh thì trong quý 4 2021, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có tới hơn 42.000 người có nhu cầu tìm việc làm, trong khi cái nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp thì nó rơi vào khoảng 43.600 cho đến 56.600 người. Đây là con số cũng cho thấy là cái mức độ khá nóng của thị trường. Sau cái đợt dịch lần 4 này, có thể thấy là các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất đang là những cái doanh nghiệp có thể nói là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi mà các tỉnh thành, thành phố gần như là đóng cửa hoàn toàn trong hơn 3 tháng liên tục. Đồng thời thì cái việc nhân lực lao động, cái di chuyển về quê nó gây lên một cái thiếu hụt lao động rất lớn ở các khâu, chính là cái vấn đề lớn cho các doanh nghiệp sản xuất. Và ngay khi mà quay lại sản xuất thì đây là một trong những vấn đề họ phải đối mặt. Đời sống hiện nay thì đang dần bước vào cái quá trình bình thường mới, tức là thích ứng hơn với đại dịch. Xong cái việc bình thường mới với thị trường lao động thì đầu tiên từ phía doanh nghiệp cần đưa ra là các cái chính sách hỗ trợ tốt hơn cho người lao động, đi kèm với các cái phúc lợi khác nhằm giúp người lao động có thể an tâm, giữ vững tinh thần để có thể cống hiến cho doanh nghiệp. Tôi cho rằng là các chính sách có thể không nhất thiết là lực tiền lương, mà chính sách đây nó có thể là
những cái chính sách từ ban lãnh đạo của các cái doanh nghiệp tập trung nhiều về vấn đề làm sao để tạo một cái môi trường an toàn cho làm việc, như là cái vấn đề giãn cách khu vực làm việc này, chính sách làm việc theo ca này, khử khuẩn định kỳ, chính sách về việc xử lý khi mà phát sinh các F0 trong môi trường công sở, hay chính sách hỗ trợ các nhân viên bị F0 trong cái việc nghỉ phép, hay là hỗ trợ hướng dẫn họ trong cái quá trình điều trị sau khi mà trở lại làm việc chẳng hạn. Như vậy thì đấy cũng là những cái mà tôi cho là cũng rất là thiết thực trong giai đoạn này. Cùng với đó thì về phía người lao động, anh cũng cần phải thích ứng với các cái tiêu chuẩn khác, như là những tiêu chuẩn về y tế, với các cái chế độ, và xây dựng một cái nền tảng tài chính tốt hơn cho bản thân trong tương lai. Thưa bà, thì trong những cái diễn biến của đại dịch vừa qua thì cũng là lúc người lao động xem xét lại các công cụ đảm bảo an sinh như là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy bà có lời khuyên nào đối với việc người lao động tham gia các loại hình bảo hiểm này, nhất là đối với lao động tự do ở nước ta ạ? Tôi cho đây là một cái câu hỏi có thể nói là khá thú vị, và nó cũng là một trăn trở, nhưng cũng là những cái cơ hội để bản thân những cái doanh nghiệp hay là những cái đơn vị làm trong lĩnh vực tuyển dụng như chúng tôi có thể chia sẻ được. Như là các bạn cũng biết là hết năm 2020, chúng ta có tới 87,9 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Con số này đạt một cái độ phủ lên tới gần 91% dân số. Đây là một con số không hề nhỏ. Song thực tế là đối với cái nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì chỉ đạt một cái tỷ lệ bao phủ lên có bao phủ tới có 76,5% tổng số người thuộc diện tham gia mà thôi. Điều đấy nó cũng phản ánh một điều rằng là đối với những cái đối tượng mà theo hộ gia đình thì cái mức độ họ tham gia nhỏ hơn khá nhiều so với cái nhóm mà tham gia bảo hiểm y tế nằm trong cơ cấu doanh nghiệp. Thêm vào đó thì tác động của dịch Covid nữa, công tác cái phát triển cái đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại một số địa phương là bị ảnh hưởng khá là rõ nét. Một số doanh nghiệp thực tế là do ảnh hưởng bởi cái việc kinh doanh cho nên là phải dừng hoạt động. Thậm chí nhiều doanh nghiệp giải thể, dẫn đến xảy ra cái tình trạng là trốn đóng bảo hiểm, chậm đóng bảo hiểm, nợ đóng bảo hiểm y tế là những cái vấn nạn. Và cũng như một số người là không có điều kiện để tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Đấy là những cái mà chúng ta đã đối diện trong thời gian vừa qua. Cái mức độ ảnh hưởng của nó thực tế là rất là sâu rộng. Trong một cái bối cảnh mà chúng ta có vẻ thấy nó u ám như vậy thì nó lại là cái dịp mà mình thấy rõ nét hơn là thực tế 2021 chúng ta cũng ghi nhận một cách rất rõ nét các cái gói hỗ trợ chi trả từ các cái quỹ bảo hiểm cho lao động thất nghiệp hay thậm chí là lao động đang vẫn còn là việc làm nhưng mà bị ảnh hưởng bởi dịch từ các cái chính sách của nhà nước đã hỗ trợ rất nhiều cho người lao động vượt qua khó khăn. Chưa một lúc nào mà chúng ta thấy rằng là có nhiều người lao động được cái chính sách hỗ trợ từ bảo hiểm rõ như bây giờ. Thậm chí có những người là vẫn có việc làm nhưng đơn giản là bị ảnh hưởng bởi dịch thôi là cũng đã được hỗ trợ bởi bảo hiểm rồi. Thì thực tế những cái đối tượng mà thực sự thất nghiệp họ còn được hưởng những ưu đãi còn rõ nét hơn. Đó. Thì thêm vào đó cái việc được hỗ trợ từ bảo hiểm y tế trong một cái thời gian đại dịch vừa qua cũng thực sự giúp ích rất nhiều cho gia đình trong cái việc đảm bảo về chi trả khi mà họ bị đau ốm, bệnh tật. Vì vậy tôi tin rằng là các lao động tự do thông qua cái đại dịch này, thông qua cái ảnh hưởng của đại dịch này và thông qua những cái hoạt động chi trả của bảo hiểm vừa rồi, họ sẽ hiểu hơn về bản chất của bảo hiểm và những cái chính sách an sinh. Và từ đó, từ cái sự họ hiểu, từ cái sự họ thấy, cái sự quan tâm, cái sự chi trả, cái sự đãi ngộ từ các cái chính sách đó, họ sẽ có cái động cơ và thúc đẩy cái việc họ quan tâm và tham gia nhiều hơn vào các cái gói bảo hiểm an sinh trong thời gian sắp tới. Tôi cho đây là một trong những cái tác động có thể là một cái mặt nói là một cách tích cực, và chúng ta nói là một cái mặt mặt khác nào đó mà trong đại dịch chúng ta mới thấy được những cái điểm ưu của nó, cụ thể là về các cái hoạt động bảo hiểm cái hình thức an sinh đó. Thưa bà, như nãy giờ chúng ta phân tích thì trong cái bối cảnh hậu đại dịch, người lao động họ cũng có rất là nhiều những cái khó khăn. Tuy nhiên đứng ở góc độ doanh nghiệp thì sau đại dịch cũng có không ít doanh nghiệp phải giảm số lượng nhân sự, rồi giảm lương của người lao động. Như vậy thì theo bà, người lao động nên chia sẻ như thế nào với tình hình khó khăn này của doanh nghiệp ạ? Thực tế là làm trong cái lĩnh vực tuyển dụng nhân sự trong một số năm cũng tương đối dài. Thì chúng ta có một thực tế là chúng tôi cũng muốn chia sẻ rằng là dù có đại dịch hay không thì hàng năm vẫn có rất nhiều công ty họ thường xuyên phải giảm cái số lượng nhân sự xuống, giảm cái lương nhân lao động do cái tình hình kinh doanh không hiệu quả, hoặc có thể là do cái sự họ tái cấu trúc cái doanh nghiệp của họ, họ tái cấu trúc cái hình thức kinh doanh của họ, thì cái bài toán là đối mặt là phải giảm số lượng nhân sự
hay là cơ cấu lại cái mức lương của người lao động là đều có đối với hàng năm, chứ không phải chỉ có đại dịch mới có. Tuy nhiên thì riêng năm nay thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm mạnh mẽ, thì không phải là cắt giảm giống như lệ thường nữa, mà nó họ do ảnh hưởng bởi dịch, cái mức độ cắt giảm nó sẽ còn sâu và rộng hơn rất nhiều. Và vì vậy cho nên là chúng ta thấy thực tế là cái việc cắt giảm xảy ra ở khắp mọi nơi. Trong một cái thực tế là chúng ta cũng phải ghi nhận rất nhiều doanh nghiệp cũng ngoài cái việc mà họ tái cấu trúc lại thì họ cũng rất nỗ lực trong cái việc sống chung với đại dịch. Và từ cái việc sống chung với đại dịch, họ không có hoàn toàn chấp nhận cái sự bí bách trong cái việc là bị ảnh hưởng hay là bị hoàn toàn bị điều khiển bởi cái sự khống chế của đại dịch, mà họ lại tìm ra được những cái lối đi riêng thông qua những cái sáng tạo để có thể doanh nghiệp có thể là thích nghi được với cái tình hình đại dịch, để từ đó tiếp tục phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới thông qua những cái điều chỉnh về nhân sự, thông qua những cái điều chỉnh về mô hình doanh nghiệp, thông qua với cái việc thích ứng với cái tình hình bối cảnh dịch để mà họ có cái đáp ứng tốt hơn. Và một cái thực tế là người lao động vẫn chính là cái nhân tố quan trọng nhất của bất cứ một cái tổ chức nào. Có thể nói là nhân lực là cái xương sống của các cái doanh nghiệp. Cho nên ở cái giai đoạn then chốt là cái giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch như này, tôi cho rằng cái việc chung tay góp sức của người lao động với doanh nghiệp mình làm việc bằng cái việc thông qua đưa ra những cái ý kiến sáng tạo trong cái việc thay đổi, thích nghi hay thậm chí là đưa ra những cái giải pháp giúp doanh nghiệp ổn định tình hình kinh doanh trong trạng thái bình thường mới là rất quan trọng và có thể nói là cái ưu tiên. Bản thân những cái doanh nghiệp mà làm việc với chúng tôi, là những khách hàng của chúng tôi, họ cũng chia sẻ rất nhiều về cái việc là họ nhận được cái sự chia sẻ một cách rất là chủ động từ những người lao động thông qua việc đề nghị họ có thể là giảm lương, đề nghị việc họ kiêm nhiệm theo một số vị trí và đề nghị trong cái việc mà họ tham gia trong những tuyến đầu hỗ trợ công ty trong cái việc kiểm soát cái đại dịch. Tôi cho đó là những cái rất là tích cực. Những cái điều đó nó sẽ góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Đó là những cái doanh nghiệp mà nó cho thấy là càng trong cái giai đoạn khó khăn thì nó càng cho thấy cái tính kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp. Ngoài ra có một cái điểm mà tôi cũng muốn chia sẻ thêm là ngoài cái việc mà chúng ta nói nhiều đến cái việc là giữa người lao động và doanh nghiệp có cái sự gắn kết, thì cái tính tuân thủ trong cái giai đoạn này tôi cho cũng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng mà chúng ta nên đề cao. Người lao động trong giai đoạn này thì ngoài cái việc là đảm bảo những cái hiệu suất một cách tốt nhất, thì cái bài toán tuân thủ các cái quy định về phòng chống dịch tại các doanh nghiệp là một yêu cầu tiên quyết. Họ cần phải vừa duy trì năng suất công việc được giao, vừa phải thể hiện cái tinh thần chiến binh trong cái việc là mỗi người lao động là một cái gương trong cái việc tuân thủ các chính sách 5K hay là cái chính sách tuân thủ theo quy định của nhà nước. Bởi vì mỗi người như vậy thì nó tạo ra một cái môi trường ai cũng sẽ cần phải tuân thủ. Và những người không tuân thủ sẽ trở thành những cái người mà khá là lạc lõng ở trong tổ chức. Và chính những cái điều đó nó sẽ giúp cho doanh nghiệp tiếp tục duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh và sẽ cùng với người lao động và doanh nghiệp vượt qua cái khó khăn trong giai đoạn trước mắt hay là kể cả trong thời gian tới. Thưa bà, thì như chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta vừa chia sẻ và bà cũng vừa đưa ra những cái lời khuyên trong cái việc là người lao động trang bị những cái kiến thức và những cái kỹ năng để mà thích ứng với cái xu hướng lao động mới. Như vậy thì bà có thể có một vài lời khuyên dành cho sinh viên đang học các chương trình đại học cao đẳng thì cần trang bị những cái kiến thức, những cái kỹ năng như thế nào trước khi gia nhập vào thị trường lao động trong thời gian tới ạ? Đây cũng là một cái câu hỏi khá thú vị. Trong giai đoạn trước khi mà chúng ta chưa đối mặt với dịch Covid thì mọi người cũng thấy là thị trường lao động luôn luôn vẫn rất là cạnh tranh. Và đối với những cái giai đoạn như hiện nay thì thị trường lao động chưa một bao giờ mà cái tính cạnh tranh cao nó lại, cái tính cạnh tranh nó lại cao như hiện nay. Và với rất nhiều những cái thay đổi thì các em sinh viên tôi cho rằng là cần nâng cao cái bài toán về nhận thức và tư duy thích nghi. Cái tư duy thích nghi chính là cái mà chúng ta sẽ nói về, sẽ bàn đến nhiều nhất trong cái giai đoạn này. Bởi cái tư duy thích nghi nó sẽ giúp các em tồn tại này, đáp ứng này những với cái sự thay đổi. Thay đổi ở đây nó có thể thay đổi từ cái định kiến về công việc theo cái lối mòn trước đây. Ví dụ như là trước đây thì mọi người cho rằng là đối với những nhân viên kinh doanh chẳng hạn thì phải là gặp trực tiếp mới có thể bán hàng.
Thì ngày nay với cái sự phát triển không ngừng của công nghệ, với cái bối cảnh về ảnh hưởng của dịch, thì ngoài các kỹ năng giao tiếp bán hàng, thì mình có thấy là thực tế là họ, các cái bạn nhân viên kinh doanh hoàn toàn có thể bán hàng một cách trực tuyến thông qua những cái công cụ như là bán hàng online hay là bán hàng qua điện thoại. Chỉ cần là họ trang bị cho mình cái kỹ năng sử dụng các hệ thống phục vụ cho việc bán hàng, hay trận chiến bán hàng thông qua các cái app hay là các cái công cụ online, việc học thêm và tìm hiểu về từng ngành nghề của mình nó sẽ thay đổi như thế nào sau đại dịch cũng là những cái mà các bạn sinh viên cần phải tìm hiểu, và nó thực sự thiết thực để các bạn có thể lên kế hoạch học tập ngay từ những cái giai đoạn năm cuối, năm thứ ba hoặc năm thứ tư, để ngay khi ra trường các bạn đã có thể bắt nhịp được ngay với cái yêu cầu của thị trường lao động. Bên cạnh đó thì các nhà tuyển dụng hiện nay cũng luôn đề cao cái kinh nghiệm thực tiễn của các bạn sinh viên hay là các bạn mới ra trường. Và cái kinh nghiệm thực tiễn này nó sẽ bao gồm cả những cái kỹ năng mềm khác ngoài lý thuyết, ví dụ như là cái kỹ năng về sử dụng ngoại ngữ này, kỹ năng về công nghệ này, và bây giờ là kỹ năng làm việc từ xa nữa, linh hoạt này, sẵn sàng trải nghiệm trong các môi trường mới. Thực tế là thời gian gần đây chúng tôi làm việc với rất nhiều các doanh nghiệp, họ có cái yêu cầu tuyển dụng rất là rõ, đó là tuyển dụng nhưng mà người lao động sẽ làm việc từ xa. Thì nếu như một số bạn sinh viên có cái sự chuẩn bị từ bây giờ về cái kỹ năng làm việc từ xa cần như thế nào, cần gì để đáp ứng một cái yêu cầu dù làm việc từ xa nhưng vẫn đảm bảo được những kết quả hay sản phẩm công việc, hay vẫn đảm bảo được hiệu suất theo yêu cầu của người sử dụng lao động, thì đó là những bạn sinh viên có thể đáp ứng những yêu cầu nhanh nhất đối với người sử dụng lao động. Thế nên bài toán đặt ra là các bạn sinh viên cần phải không ngừng nghỉ trong cái việc tìm hiểu về cái vị trí công việc mà mình mong muốn. Tôi nói đối với sinh viên năm thứ ba, thứ tư chẳng hạn, ngay từ thời điểm này các bạn cũng đã phải có cái hình dung xem là ngay khi mà mình ra trường mình sẽ làm việc trong cái ngành nghề mình làm việc sẽ là gì, và với ngành đó mình cần chuẩn bị những cái kỹ năng gì để ngay từ bây giờ trong cái giai đoạn mà tiền tốt nghiệp, hay là giai đoạn như tôi nói là năm thứ ba, thứ tư đấy, là các bạn đã có một cái xây dựng lộ trình thật rõ và cụ thể cho mình. Việc cái tìm hiểu này nó cũng rất thuận lợi bởi các cái thông tin, nó cũng rất thuận lợi bởi vì các cái thông tin về yêu cầu tuyển dụng hiện nay nó cũng rất là phổ thông, và nó được chia sẻ một cách rộng khắp trên các cái chuyên trang việc làm uy tín như Career hay là các cái trang việc làm khác. Tại các cái trang này các bạn vừa có thể tìm được những yêu cầu công việc chi tiết, các bạn vừa có thể tìm được những cái mô tả công việc chi tiết, và các bạn cũng rõ được là các cái yêu cầu đó cụ thể ra làm sao, những kỹ năng gì cần. Thậm chí là đối với các chuyên trang việc làm này, nó không chỉ cung cấp cho các bạn sinh viên của chúng ta cái mô tả một cái công việc cụ thể, mà nó còn giúp cho các bạn kể cả cái giai đoạn là viết một cái CV như thế nào cho nó hấp dẫn, viết một cái CV như nào để có thể nổi bật được những kỹ năng hay là các cái khả năng của các bạn, và làm sao đó thì các bạn cũng thể hiện được những cái kinh nghiệm của mình, hay là thậm chí bởi vì có những cái bạn sinh viên là không chỉ có cái kinh nghiệm mà có cái trình độ khi các bạn học ở trên trường, mà các bạn có thể có những cái kinh nghiệm trong giai đoạn mà các bạn trước khi ra trường các bạn có thể làm thêm, làm ngắn hạn, làm tạm thời ở một số đơn vị, thì cái đó các bạn cũng có thể thể hiện rất rõ ở trên cái hồ sơ xin việc của mình, và các bạn có thể rất dễ dàng tham khảo các cái lộ trình nghề nghiệp và các cái bài viết về kỹ năng xin việc, các kỹ năng phỏng vấn và hội nhập mà thể hiện rất rõ ở trên các cái website việc làm như Career.vn. Chốt lại thì tôi cho rằng là cái tư duy linh hoạt và thích nghi với mọi sự thay đổi có lẽ là cái điều cần thiết nhất mà các bạn sinh viên cần chuẩn bị cho mình để sẵn sàng gia nhập thị trường lao động trong cái thời gian tới. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà rất nhiều đã cùng chia sẻ và phân tích về chủ đề nghề nghiệp tương lai, những phát họa hậu đại dịch. Quý vị vừa nghe trao đổi giữa phóng viên đài với chuyên gia Nguyễn Trường Anh, giám đốc Career Builder chi nhánh Hà Nội, chia sẻ những nội dung xoay quanh chủ đề nghề nghiệp tương lai, những phát họa hậu đại dịch. Có những sự thay đổi khi chúng ta trải qua trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, chiến lược nào để cùng vượt qua và tìm lại những năng lượng trong thời điểm này? Cảm nhận và sẻ chia, cảm thông và thấu hiểu. Cùng liều thuốc vaccine tinh thần. Những kết nối thật sự chất lượng mà trước nay chưa hề có. Những yêu thương thấu cảm thật lòng bày tỏ với nhau. Tâm An vượt qua đại dịch chỉ có trên làn sóng AM 610 kHz.
Phần còn lại của chương trình, mời quý vị thính giả cùng đến với mục Nhật ký phát sinh tinh thần. Nội dung được chuyển tải qua sự thể hiện của Trà My và Mai Trâm. Ekip của chương trình phát sinh tinh thần kính mời quý vị cùng nghe. Mến chào quý vị thính giả đến với chuyên mục Điểm tin nhật ký vắc xin tinh thần. Thưa quý vị, tuần vừa qua, chương trình vắc xin tinh thần tiếp tục có những hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng điểm lại những tin tức nổi bật về chương trình. Thưa quý vị, sau hơn một tháng mở cửa, tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh dần được kiểm soát. Người lao động bắt đầu trở lại thành phố làm việc. Tuy nhiên, nỗi lo dịch bệnh cùng áp lực công việc, chi phí sinh hoạt khiến người lao động gặp nhiều khó khăn. Thấu hiểu những trở ngại đó, ngày 7 tháng 11 năm 2021, Radio Tâm An Vượt Qua Đại Dịch phát sóng số thứ 9 trở lại thành phố với sự đồng hành của thạc sĩ Phạm Trường Sơn, Giám đốc Tình Thân Foundation và Phó Chủ tịch Mạng lưới Vì Lợi nhuận Miền Nam SNBO. Đến với chương trình, chuyên gia đã mang đến cho quý vị thính giả những kiến thức bổ ích xoay quanh các yếu tố cần thiết để nạp năng lượng, vượt qua stress trong hành trình bắt đầu một cuộc sống mới tại thành phố. Thưa quý vị, vào Chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 2021, phát sinh tinh thần khai mạc chương trình đào tạo và hỗ trợ sống tích cực cùng với sự tham gia của hơn 300 người. Khóa học dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Phượng, trưởng đại diện và quan hệ chính phủ, văn phòng đại diện Đại học bang Arizona ASU tại Việt Nam. Cô sẽ đồng hành cùng học viên trong suốt khóa học diễn ra vào Chủ nhật hàng tuần từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12. Chủ đề của từng buổi học lần lượt là tích cực của suy nghĩ, tích cực đối với tình huống, tích cực đối với mối quan hệ, tích cực đối với bản thân và tích cực đối với cuộc sống. Khoa học mong muốn tạo cơ hội để mọi người tạm tách mình ra khỏi guồng quay cuộc sống, chiêm nghiệm, khám phá bản thân, tìm thấy sự bình an và hạnh phúc. Quý vị thân mến, dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng sâu sắc tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp cả nước. Thấu hiểu, san sẻ với nỗi lo của doanh nghiệp, ngày 7 tháng 11 năm 2021, báo Người Lao Động đã liên hệ với ông Trịnh Minh Cường, chuyên gia đối tác nhân sự City Group. Theo chuyên gia, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với 6 thách thức, bao gồm thách thức về sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, về thay đổi phương thức tuyển dụng, thay đổi phương thức đào tạo, huấn luyện nhân sự, thay đổi bố trí không gian làm việc sao cho hiệu quả, an toàn, thay đổi cách đánh giá năng lực nhân sự, và thách thức về sự thích ứng để nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, chuyên gia cũng đưa ra phương pháp để người lao động sớm lấy lại sự cân bằng, niềm vui và động lực phấn đấu trong công việc. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 10, báo Người Lao Động đưa tin chuẩn bị tâm lý cho trẻ trở lại trường. Cụ thể, tiến sĩ Lê Minh Công, phó khoa công tác xã hội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong giai đoạn giãn cách xã hội đã làm gia tăng khá nhiều các vấn đề sức khỏe tinh thần đến trẻ, chẳng hạn gia tăng những thói quen xấu như thức khuya, dậy trễ, truy cập internet nhiều. Do đó, việc hỗ trợ để trẻ có đời sống tinh thần khỏe mạnh phải được cha mẹ, thầy cô thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, tiến sĩ Lê Thị Mai Liên, giảng viên khoa tâm lý học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo phụ huynh cần thúc đẩy sự tự lập của trẻ, luôn phản ứng tích cực trước những câu hỏi và biểu hiện cảm xúc để trẻ có thể kịp thời và dễ dàng thích ứng khi trở lại trường. Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn bình thường mới với chiến lược Zero Covid nhường chỗ cho chiến lược thích ứng an toàn, đặt ra nhiều vấn đề cho thị dân. Nắm bắt được tình hình đó, ngày 31 tháng 10 năm 2021, báo Người Lao Động đã đăng tải phát sinh tinh thần số 6, thực hành lối sống bình thường mới với sự tham gia chia sẻ của thạc sĩ xã hội học Trần Nam, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thạc sĩ Trần Nam, chúng ta cần đề cao phát huy tính cộng đồng, góp sức vì mục tiêu chung, lối sống trọng tình của người Việt, sự chia sẻ xuyên quốc gia, gắn kết chặt chẽ với gia đình để tạo nên sự liên kết, tăng sức đề kháng trong cộng đồng, vượt qua thách thức và hướng đến phát triển trong tương lai. Thạc sĩ còn chia sẻ thêm về những chuyển biến nổi bật trong đời sống giai đoạn bình thường mới và đưa ra những điều hữu ích cần làm để chung tay bảo vệ thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm vì một cuộc sống lành mạnh, hài hòa và cân bằng hơn. Nhật ký vaccine tinh thần với những thông tin nổi bật tuần qua cũng đã khép lại chương trình kỳ này. Chương trình vaccine tinh thần Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Và đến đây thì chương trình Tâm An Vượt Qua Đại Dịch cũng đã khép lại. Ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.